Theo nhận định của tôi Lão Hòa Thượng đạt được cảnh giới này Có lẽ là năm 30 đến 40 tuổi Nga liền đắc được rồi Sau khi đắc được vô sợ bất tri Vô sợ bất năng Vì sao cả một đời Đều làm nông phu Không ra giảng kinh hoàng pháp Đó là biểu pháp cho chúng ta xem Chúng ta sinh trưởng trong thời đại này Nếu muốn công phu của bản thân thành tựu Chính là giống như phương pháp của Ngài Tuyệt đối chính xác Ấn Văn Đại Sư Chỉ đạo người hiện tại chúng ta Xây dựng đạo tràng Chỉ nên dựng một cái miếu nhỏ Bằng cỏ tranh Xem không vừa mắt nói với chúng ta thỉnh chúng không nên vượt quá hai mươi người mọi người cùng nhau chân thật tu hành niệm phật tương lai ai cũng được vãng sanh đây chính là thành tựu xây miếu quá lớn vô cùng trang nghiêm người ở nơi đó chỉ lo hưởng phước quên mất việc tu hành còn dẫn đến việc tranh giành tài sản Còn cái miếu nhỏ rách nát của bạn Có tặng cho người ta Người ta cũng không cần Tâm của bạn mới định xuống Mới có thể an được Cho nên Tu học Phật Pháp Cũng phải có thời tiết nhân duyên Thời kỳ thịnh thế của triều đại tùy đường Thì có thể xây một đạo tràng lớn Ngày nay thì không được Xã hội ngày nay có rất nhiều người không tin, nói rằng bạn mê tín Tiểu miếu sẽ không gây chuyện. Quy tắc này, quy tắc nọ, bạn xem, bản thân ngài có một chút đất trồng trọt. Cái miếu nhỏ của ngài chỉ có bốn người ở. Năm mẫu đất là có thể nuôi sống. Mọi người... Họ ở dưới quê Có mấy mẫu đất Có thể tự cung tự cấp Lúc lão hòa thượng còn trẻ Còn có thể lực Vừa chịu làm Vừa có tâm từ bi Lại có được Phật lực gia trì Đất hoàng không có người ở Thì Ngài khai khẩn Sau khi khai khẩn xong trồng lương thực, trồng rau xanh, trồng cây ăn quả. Ngài khai khẩn tổng cộng có hơn 100 mẫu. Hơn 100 mẫu đều là từ đất hoang mà khai ra được. Trồng nhiều lương thực như vậy để làm gì? Có một nhóm người nghèo khổ, không có gì để ăn. Ngài cũng dường cho họ. Ngài tu, bổ thị ba la mật, Tu trì giới Ba La Mật, tu nhẫn nhục Ba La Mật, tu tinh tấn Ba La Mật, tu thiền định Ba La Mật, thậm chí là bát nhã Ba La Mật đều ở trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, biểu hiện một cách tinh tế sâu sắc thật quá hiếm có. Bạn phải biết cách nhìn Mới có thể nhìn ra được manh mối Từ trong cuộc sống của Ngài Nhìn ra Đại Thừa Phật Pháp Ngài làm rất sinh động Vừa học vừa làm Trước giờ Ngài không hề nói Rất tuân thủ bổn phận Bổn phận thật thà Không hên hoang không xin sự vĩnh viễn không để ai phải xem thường cả một đời của bạn sẽ bình an vô sự đây là ở hiện tại cái thời đại này học phật thành phật biện pháp tốt nhất chính là phương pháp của ngài hoàn toàn tương ứng với cách dạy của ấn quang đại sư vì thế ngẫu ích đại sư nói rằng tịch chiếu đồng thời Chẳng phải là cảnh có thể suy lường được, chúng ta không có cách gì để tưởng tượng